Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Cuộc gặp gỡ với Thánh Hội đồng Chính thống Rumani kéo dài 30 phút. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Chính tòa Chính thống ơn cứu độ của nhân dân. Thánh đường vĩ đại này mới được Đức Thượng phụ Daniel và Đức Thượng phụ Trung Bartolomeo của Chính thống Constantinople khánh thành hồi tháng 11 năm ngoái 2018. Nhưng công trình chỉ được hoàn tất vào năm 2024 tới đây sau 14 năm kiến thiết với 70% kinh phí do nhà nước tài trợ. Nhà thờ chính tòa nằm ở trung tâm thành phố Bucharest và có thể chứa được 5.000 người, được xây theo hình thánh giá Hy Lạp, dài 126m và rộng 68m. Tháp chuông thánh đường cũng cao 120m và là tòa nhà đứng thứ hai về chiều cao sau trụ sở Quốc hội Rumani. Nhà thờ có hàng trăm cửa sổ và có cơ cấu kiến trúc có thể chống được động đất ở độ 8 theo thước Richter. Trong tương lai, thánh đường này trở thành trung tâm của một khu vực rộng lớn 14 cây số vuông, trong đó có một nhà thương, các nơi cư ngụ cho tòa thượng phụ và khách hành hương. Khi đến nhà thờ chính tòa mới của chính thống, Đức Thánh Cha được Đức Thượng phụ Daniel đón tiếp và cùng tiến lên qua lối đi chính của thánh đường tới bàn thờ. Cuộc viếng thăm và cầu nguyện tại đây được diễn ra qua kinh lạy cha và các bài ca mùa phục sinh của Công giáo và Chính thống giáo. Tại đây, sau lời chào mừng của Đức Thượng phụ Daniel, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người và Ngài giải thích về những ý nguyện được biểu lộ qua kinh lạy cha mà mọi người sắp cùng nhau đọc lên, bắt đầu từ câu "Lạy cha chúng con". Đức Thánh Cha nói, mỗi lần chúng ta thưa "Lạy cha chúng con", chúng ta tái khẳng định rằng từ "lạy cha" không thể đứng riêng rẽ mà không có thêm từ "chúng con". Hiệp nhất trong lời kinh của Chúa Giêsu, chúng ta cũng liên kết với nhau trong kinh nghiệm của Chúa về tình thương và sự chuyển cầu, khiến chúng ta nói, cha của tôi và cha của anh chị em, Thiên Chúa của tôi và của anh chị em. Đó là lời mời gọi làm sao để của tôi được biến thành của chúng ta, và điều này trở thành kinh nguyện. Lạy cha, xin giúp chúng con coi trọng cuộc sống của người anh chị em, biến lịch sử của họ thành lịch sử của chúng con. Xin giúp chúng con đừng xét đoán người anh em qua những hành động và giới hạn của họ, nhưng đón nhận họ trước tiên như người con của Chúa. Xin giúp chúng con vượt thắng cám dỗ, cảm thấy mình là con cả, vì muốn ở trung tâm nên quên đi món quà là người anh em khác. Sau lời dẫn nhập này, các tín hữu trong thánh đường cùng đọc kinh lạy cha trong bầu không khí thật cảm động. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dani nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrum, et ne nos inducas in tentation, sed libera nos a mal. Cuối buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã chào giả từ 10 thành viên của Thánh Hội đồng Chính thống và tiến ra thềm nhà thờ. Và Ngài chúc lành cho tất cả các tín hữu hiện diện